Thấy xe bánh mì dừng trước nhà, thanh niên chạy vội ra mua khi nghe menu độc lạ và hình dáng của bánh mì. Bánh mì con chim, bánh mì con cừu, bánh mì cừu mỹ. Rồi rồi, thấy cái gì này? Nam thanh niên mới đây lại được một fan cười bể bụng khi thấy một chiếc xe bán bánh mì độc lạ khiến cộng đồng mạng cười lăn cười bò. Đặc biệt là khi nghe qua menu của các loại bánh mì và hình dáng chân thực đến từng chiếc bánh của ông chú bán dạo. Theo đó, ông chú đi bán bánh mì trên một chiếc xe có kiểu dáng thể thao, chiếc xe của nhiều báo thủ thường sử dụng. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là ông chú đi bán bánh mì cùng với chiếc loa phát ra âm thanh khiến ai cũng ôm bụng cười. Đáng chú ý hơn khi nghe đến 3 loại bánh mì trùng cuối trong menu và hơn nữa là hình dáng cụ thể của chiếc bánh mì mà khiến chị em xem xong liền hỏi địa chỉ để tìm mua mặc dù là chưa rõ hương vị nó như thế nào. Bánh mì con heo, bánh mì con khỉ, bánh mì con chó, bánh mì con mèo, bánh mì con chim, bánh mì con cừu, bánh mì cừu mỹ. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Bánh mì cừu mỹ, bánh mì cừu mỹ. Đặc biệt. Không chỉ là tên gọi mà hình dáng của chiếc bánh mì cũng giống đến 99% khi nghe đến chiếc bánh cuối cùng được đặt trong menu, khiến không ít người phải ôm bụng cười. Nam thanh niên sau khi nghe xong đã quay lại đoạn clip và không quên mua về nhà để thưởng thức chính xác mùi vị của chiếc bánh mì. Đoạn video sau khi đăng tải đã làm hầu hết người xem phải cười lăn lộn. Mặc dù đã sống đủ lâu trên đời, thưởng thức được nhiều thứ nhưng chưa bao giờ thấy loại bánh mì nào độc lạ như thế này. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào. Độc lạ hơn nữa là tên gọi đi theo luôn với hình dáng của chiếc bánh mì để cho các chị em có thể nhận dạng ra không bị nhầm lẫn. Sau khi nhìn thấy hình dáng và tên gọi của chiếc bánh mì này, nhiều chị em không khỏi thích thú mà hỏi xem địa chỉ của ông chú bán bánh mì ở đâu để được một lần mua về thưởng thức hương vị độc lạ của loại bánh này. Đáng chú ý hơn là bánh mì chùm cuối ở trong menu mới là điều khiến chị em giành nhau mua khi chỉ cần nghe qua cái tên thôi cũng thấy no bụng rồi chứ không cần biết hương vị của chiếc bánh nó ra làm sao. Ôi trời ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.